Kính thưa cộng đoàn, vào ngày 15 tháng 9 hàng năm, Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Trong tâm tình đó, chúng con xin kính mời quý anh chị em cùng hiệp thông làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Sầu Bi. Cách đặc biệt, hiện nay khắp toàn thế giới và cách riêng tại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đang phải oan mình đối diện với thảm họa của đại dịch COVID-19. Đại dịch này rất nghiêm trọng vì nó đã và đang làm đảo lộn dường như tất cả mọi sinh hoạt, mọi kế hoạch, mọi dự phóng. Đồng thời nó cũng gây ra tâm lý lo sợ, hoang mang và thậm chí là sự mất mát tang thương cho nhiều gia đình. Ngang qua những nỗi đau thương và mất mát mà chúng ta đang phải đối diện mỗi ngày, không vì thế mà chúng ta sống trong tuyệt vọng. Nhưng trong bối cảnh hiện tại như là dấu chỉ nhắc nhở chúng ta về thân phận mỏng giòn của kiếp người, hãy nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu và mẫu gương của Đức Mẹ Sầu Bi để tin tưởng, cậy trông và phó thác vào tình thương Chúa. Hơn lúc nào hết và trong bối cảnh này, chúng ta hãy cùng nhau rốt ráng dâng lên Chúa Giêsu và qua lời truyền cầu của Mẹ Sầu Bi mà biết phó dâng tất cả những đau thương, mất mát mà nhân loại chúng ta đang đối diện để kết hợp và thông phần đau khổ với Chúa Giêsu và Mẹ Sầu Bi. Đây như cách thế để mỗi người chúng ta có thể lặng suy, thấu cảm phần nào nỗi đau đớn tột cùng xưa kia Chúa Giêsu và Mẹ Maria Sầu Bi đã đối diện. Ước gì qua mẹ, nhờ mẹ và xin Đức Mẹ Sầu Bi truyền cầu lên cùng ba ngôi Thiên Chúa, đoái thương tha thứ mọi tội lỗi mà chúng ta đã xúc phạm, quay lưng lại với Chúa. Mỗi hy sinh và lời cầu nguyện của chúng ta góp phần để được Chúa nhận lời, chữa lành, giáng phúc cho thế giới và đất nước Việt Nam chúng ta sớm thoát khỏi đại họa COVID-19 đang hoành hành. Để rồi mọi người dân được trở lại với đời sống sinh hoạt thường nhật, được cùng nhau quy tụ thờ phượng Thiên Chúa. Ngày thứ sáu trong tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Sầu Bi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giờ đây xin mọi người chúng ta hãy tĩnh lặng trong ít phút để sám hối và xin ơn Chúa Thánh Thần dọn mình sốt sắng. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiêng. Lời nguyện mở đầu. Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, xin Đức Mẹ lấy lòng thương xót mà cầu nguyện cho chúng con, được nhờ công nghiệp Đức Chúa Giêsu cùng nhờ công nghiệp Đức Mẹ, cho được khỏi tội lỗi chúng con đã phạm cùng những hình phạt chúng con đã đáng chịu. Lại xin Đức Mẹ phù hộ cho chúng con thực hiện tuần cửu nhật cho nên, cho được những phép ân tứ hội thánh ban cho kẻ làm việc kính Đức Mẹ. Amen. Xin mời mọi người chúng ta đọc kinh tin kính. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô,
chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta đọc một kinh lạy cha, ba kinh kính mừng, một kinh sáng dành. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Suy niệm mầu nhiệm Mân Côi theo chủ đề. Tin mừng theo Thánh Gioan chương 19 câu 16 đến 18. Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-xu cho họ đóng đinh vào thập giá. Họ điệu Đức Giê-xu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hebrew là Golgotha. Tại đó, họ đóng đinh người vào thập giá. Suy niệm: Đức Mẹ gặp Đức Giê-xu vác thập giá. Khi Đức Giê-xu bị đóng đinh vào thập giá, người ta hiểu rằng Ngài đã đi đến chặng cuối của hành trình khổ giá. Nhưng với mẹ Maria thì chưa. Mẹ còn phải chứng kiến cảnh lính tráng chia nhau áo của Chúa Giê-xu. Chiếc áo mẹ đã dệt, đã khâu cho con với tất cả tình thương yêu, trìu mến. Tấm áo che mưa nắng như tình mẹ bao bọc thân thể người con mẹ hết dạ yêu thương. Giờ lính tráng xé nó ra để chia nhau, có khác nào xé nát tâm hồn mẹ. Lại còn cả những đinh nhọn đang ghim chặt chân tay con của mẹ vào thập giá nữa. Kể từ lúc ấy, trái tim mẹ như đã bị đóng làm một với con trên thập tự vậy. Lạy mẹ Maria, xưa trên hành trình thập giá, có lẽ Chúa Giê-xu cũng được yên ủi nhiều vì có mẹ song hành. Chúng con cũng ước ao mời mẹ đến và ở lại trong cuộc đời chúng con mọi ngày. Có mẹ ở cùng, chúng con tin bất cứ điều gì chúng con nguyện dâng lên Thiên Chúa, chắc chắn Ngài sẽ nhận lời. Xin mời cộng đoàn chúng ta đọc một kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng và một kinh sáng dành. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin thương chữa lành các bệnh nhân mắc COVID và những nạn nhân qua đời do COVID. Mãi mãi mẹ.
Giờ đây xin cộng đoàn dùng ít phút thinh lặng để chúng ta suy niệm. Ý chung, cầu nguyện cho thế giới và Việt Nam sớm thoát khỏi thảm họa do COVID-19 gây ra. Ý riêng, mỗi người chúng ta tự dâng lên ý nguyện riêng của mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này, còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ơi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ, yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều trên hết thiên thần, cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ như ngôi sao sáng chính ngự ở trời biên bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm xa họa ngục vô cùng. Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc, gồm hết mọi sự tốt lành, chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ sầu bi, xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Phần khấn nguyện. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đọc kinh hãy nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rủ lòng thương và nhận lời con cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ sầu bi, xin cầu cho chúng con. Lời nguyện trong cơn dịch bệnh của Đức Giáo Hoàng Francisco. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc. Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tỏa sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con tín thác nơi Mẹ là sức khỏe của những người đau bệnh. Cạnh bên thánh giá, Mẹ đã hiệp thông với đau khổ của Chúa Giêsu và giữ vững đức tin. Lạy Mẹ, phần rỗi của dân thành Roma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con. Để giống như ở Cana miền Galilee, sau thời gian thử thách này, niềm vui và lễ hội sẽ có thể trở lại. Lạy Mẹ của tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu sẽ nói với chúng con rằng: Người đã mang lấy trên mình người các nỗi đau của chúng con và người gánh lấy những đau thương của chúng con để qua thánh giá đưa chúng con đến niềm vui phục sinh. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, dưới sự che chở của Mẹ, chúng con tìm nương ẩn. Xin đừng chê bỏ lời khấn xin của chúng con đang trong cơn thử thách. Và lạy Đức Trinh Nữ vinh hiển và được chúc phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm. Amen. Xin mời cộng đoàn chúng ta đọc kinh vực sâu, cầu cho các linh hồn và những người qua đời trong đại dịch COVID. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa,
xin Chúa hãy thẩm nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa con chấp tội nào ai rỗi được. Bởi Chúa con hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa con phán hứa, con đã trông cậy Chúa con, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa con, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa con xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen.
Giờ đây xin cộng đoàn cùng tĩnh nguyện để dâng mình. Lời nguyện kết. Lạy mẹ Maria, trong đêm tối của cuộc lữ hành trần thế, chúng con hướng về mẹ như người lữ hành trong đêm nương nhờ ánh sao. Xin mẹ phù hộ, truyền cầu cho chúng con và đánh thức trái tim nhân loại bằng niềm đau mà mẹ đã thông hiệp với Chúa trong công trình cứu chuộc. Xin giúp chúng con biết đón nhận những đau khổ trong cuộc đời như một cơ hội để làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa cộng đoàn, giờ cầu nguyện của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn cộng đoàn đã hiệp thông.